anh không vướng gì cả. Tầm giờ suy nghĩ thì mình về giờ mình chỉ có cần lọc lọc những người yêu quý mình thôi. Thì dám ba cái thành phần nó không thích mình rồi, mình có như thế nào nó cũng không thích, mình cần gì mình bọn đấy làm gì ấy. Đấy, hiểu không? Giờ cuộc sống nó nhẹ nhàng đơn giản. Chứ bây giờ nó mẹ không thích mình rồi, mình phải làm hài lòng nó là cuộc sống, gọi đi cuộc sống nữa. Anh em mình bây giờ mẹ ai chẳng có quyền lợi riêng đúng không? Quyền lợi của anh em mình phải biết mình là ai thế thôi. Nghe. Mọi người cũng ngủ muộn phết nhỉ. Anh em ngủ muộn nhưng mà anh em mình follow kênh của tôi đi nhá. Follow kênh của tôi đi. Còn dăm mình cũng có nhiều người quý mà cũng có nhiều thằng người ghét đi. Mà chưa thấy thằng nào ghét làm gì được mình cả. Hello Lê Văn Tiến nhá. Ok chào Bùi Dương nhá. Giờ vợ con rồi chăm lo ăn thôi anh ạ. Anh ra quan trọng bọn nó có hơn được anh không? Cái chính là bây giờ biết là như thế rồi em. Biết là như thế rồi, đôi khi mình cứ nhã nhặn quá thằng khác nó nhảy lên đầu em hiểu không? Mình bây giờ quan trọng là những người yêu quý mình, người ta bao nhiêu người ủng hộ mình, dăm ba cái thằng đấy thì mình bỏ nó đi, mình suy nghĩ gì đâu em hiểu chưa? Cho nên là bây giờ anh vẫn ngày xưa vẫn vậy mà, chẳng qua là mình bây giờ mình không ấy nữa thôi hiểu không? Chứ mấy cái thằng đấy thì có làm gì được anh đâu. Anh bây giờ cơm ngon rượu, cơm ngon ngủ say có gì đâu mà. Suy nghĩ nay không về với vợ anh đấy, anh đang vợ anh đây, vợ anh đây, nhưng anh không cho vào sóng, vợ anh nó ngu lắm. Sau này về ở với anh khá không anh? Thì anh nói thẳng với em luôn là anh khá anh có công việc, anh có công việc từ ngày xưa đến giờ. Anh là em anh khá nhưng mà anh có công việc của anh ấy, mọi thứ từ ngày xưa đến giờ anh làm việc riêng mà. Ok Vũ Hoàng Gia Lai nhá, giờ vẫn cứ là ok. Ngày nào 9 điểm ok, năm nay có đi trả án tiếp ngoài không? Anh hết chơi rồi em ạ. Nói thẳng với em anh hết chơi rồi. Đeo còn thời gian để mà chơi như ngày xưa. Ngày xưa đêm đến là lên đồ em ạ. Giờ đêm đến chỉ có đi ngủ, đến giờ chỉ có đi ngủ em ạ. Thời gian đâu được chơi bời nữa. Ngày xưa mình thế nào cũng được em ạ. Bây giờ tự nhiên thêm mấy miệng ăn nó phải khác. Thời gian đâu được mà chơi em ạ. Năm nay chịu thôi. Mấy hôm nữa các bạn chỉ có nhìn tôi cày trên TikTok rồi thôi. Chứ tôi cũng chẳng có thời gian để mà chơi rồi. Mà từ lúc lấy vợ xong là không có thời gian chơi rồi. Vui vui làm một vài cái cay, tí cái cay. Chứ những cái cuộc chơi đèn nháy sao hoa chịu rồi. À, chắc anh chơi nhiều giờ thành chán rồi. Đéo phải, chơi nhiều vợ nó nói. Vợ anh nó có chơi bời đéo gì đâu. Mà chơi nhiều vợ anh nó nói. Thành ra bây giờ ở mình phải biết ngại. Nghe bảo vợ chồng ở với nhau, chồng hì hục chơi suốt ngày, vợ đéo chơi gì ở cũng ngại. Đấy động lực để bỏ đấy em ạ. Sau này anh có vợ con rồi, đến đón anh khá không ra anh có cho em. Kể cả như nào anh vẫn đón mà. Chúc mừng bạn trăm năm hạnh phúc hôm cưới bạn, tôi không có nhà. Ok bạn nhá. Ok bạn ơi, cưới tôi anh em Quảng Linh xuống với tôi mẹ từ hôm trước. Xuống từ hai hôm trước. Mấy chục người. Chứ bây giờ không còn thời gian để mà nghĩ đến tư tưởng mà chơi rồi. Với cả các bạn nhìn tôi, các bạn hấn hồng có đi đám hay không, anh chơi bời gì đâu mà đi về không em. Anh giờ anh đéo thích chơi những thằng có tiền như thế. Em bảo huấn sau hấn hồng là bố em à hay là gì mà em cứ phải nhắc cái huấn hồng trong live stream anh làm gì. Với cả anh cũng đéo thích chơi những người nhiều tiền, anh chỉ thích chơi những người nghèo nghèo, người ta còn hiểu được tâm lý tình cảm. Em bảo chơi những thằng giàu mình theo thì đéo của nó em. Dạo này không bán nước hoa, mình đang nghỉ lấy vợ bạn nha, nước hoa thứ hai mình bán. Chơi làm đéo với những thằng giàu nó coi thằng nghèo ra cái đéo rồi đâu. Tao đéo thích cần nhiều người chơi với tao cơ, đấy. Vâng vâng cô, vâng mẹ Tám nha. Đấy, bây giờ tao lại đéo thích chơi với thằng nào cơ như thế. Thằng nào thích chơi tao, tao chơi lại, không thích chơi tao lại đéo thích chơi. Xã hội này tao thiếu gì người đâu mà. Em nghèo, em nghiện, anh có chơi với em không? Mày nghèo, mày nghiện, mày có sai với anh đéo đâu mà anh chả chơi với mày. Hiểu chưa? Em nghèo em nghiện em có xin sai với anh đâu mà anh chả chơi với em. Anh cũng chẳng khinh rẻ gì em đâu em ạ. Cuộc sống anh ít khi ấy đó. Chấp gì mấy thành phần anh ơi. Ok hello cool nhá. Chuẩn cậu ơi, ít nhưng có tình nghĩa được của tôi. Được rồi, đúng rồi anh em. Bây giờ cái xã hội này nó đến với nhau toàn vì lợi danh thôi anh em nha. Hết tiếng tăm, hết tiền bạc, hết giá trị lợi dụng, cút nó, bọn nó là chơi kiểu như thế. Bây giờ còn sót lại những người anh em mình thôi, ai hiểu được hiểu, không hiểu được thì cũng Alexandro cút, hiểu không?
cưới anh là mấy cây vàng anh. Mẹ, anh đâu biết anh được bao nhiêu cây mà, nhưng mà cưới anh thì không quan trọng gì đâu. Cưới là nhiệm vụ mình, cưới là lời lãi gì em nghĩ gì? Liệu anh có phải là người anh em thân thiết của anh? Liệu anh khá anh gì gọi anh trai anh rồi, em đừng gọi nhắc đến ai mà so bì với anh khá làm gì cả em ạ. Nha, cuộc sống của anh cái mạng xã hội này em đừng bì thằng khác với anh khá em phải đó. Anh khá anh là anh trai của anh rồi thì mấy cái đừng bì người khác với anh khá anh làm gì? Được chưa? Nghèo tình cảm anh em ạ. Nghèo bây giờ chỉ có những người nghèo như mình, những người thôn quê như anh em mình thì có cái kiểu quả xoài chấm chung, bọn giàu đéo ai nó chấm chung anh em mình với quả xoài anh em ạ. Bọn giàu có chỉ tìm cách ăn mình thôi chứ bọn giàu làm đéo có kiểu nó cho mình đâu anh em nhá. Được chưa? Chỉ có những anh em mình có con cá khô để chia nhau cái bánh mì, để chia nhau những thằng giàu có chỉ tìm cái cách để nó vét của mình đến tận chơi đít thôi. Em ít hơn anh khá một tuổi nhá. Để em nói thẳng với anh em luôn, anh em mình nghèo ấy thì anh em mình còn cái quả chuối xanh nó vẫn chia nhau được. Chứ cái bọn giàu nó lừa anh em mình, có nghĩa là nó chỉ dình anh em mình có tí là nó vét hết thôi. Nhưng mà nó lùa anh em mình hết được gì đâu. Anh á, xe gì? Anh đi bộ em ạ.